ca sĩ Y Gian Tuyên qua đời. Sau nhiều ngày điều trị Covid-19, ca sĩ Y Gian Tuyên đã qua đời vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay ngày 20 tháng 9. Ca sĩ người dân tộc Ba Na Y Gian Tuyên phát hiện mắc Covid-19 vào đầu tháng 8. Sau thời gian điều trị, ca sĩ Y Gian Tuyên đã không qua khỏi. Ca sĩ này điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Dã Chiến số 13 từ giữa tháng 8, có bệnh nền cao huyết áp. 2 tuần đầu, sức khỏe anh tốt, hơi khó thở, nhưng có thể nhắn tin trò chuyện. Song tình hình diễn biến xấu, anh phải đặt máy ECMO. Trước đó, trên trang cá nhân, anh xem việc nhập viện là chuyến công tác đặc biệt. Trấn an bố mẹ sẽ sớm trở về. Còn những bạn bè đã biết anh mắc bệnh đều bình luận động viên sẽ điều trị tốt và sớm khỏe mạnh trở lại. Trước khi mắc Covid-19, nam ca sĩ còn hào hứng tổ chức sinh nhật thông qua hình thức livestream trực tuyến. Y Gian Tuyên hát tặng mọi người trong 3 giờ liền và động viên mọi người hãy lạc quan vượt qua dịch bệnh. Y Gian Tuyên sinh năm 1979. Anh từng đoạt những thành tích gồm giải 3 cuộc thi Sao Mai năm 2001, giải 3 tiếng hát truyền hình năm 2003. Thời gian gần đây, anh là biên tập viên âm nhạc của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nam ca sĩ với chất giọng đậm chất Tây Nguyên từng ghi lại dấu ấn âm nhạc qua nhiều ca khúc như Nỗi Nhớ Cao Nguyên, Chúng Tôi Lính Hải Quân, gồm các sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Quan Ca Mùa Xuân, Trong Suốt 20 Năm Ca Hát. Diễn viên Đinh Y Nhung cho biết hụt hẫng khi biết tin đồng nghiệp ra đi. Cô chia sẻ: tạm biệt ca sĩ, nhạc sĩ Y Gian Tuyên, anh đã về với núi rừng, đọc tin mà thấy buồn quá. Nhạc sĩ Quỳnh Hợp nói: tôi thương em, xin tiễn biệt chàng trai cao nguyên nồng nàn và trái bỏng với không chỉ âm nhạc Tây Nguyên. Chị Thảo An, cháu ruột ca sĩ cho biết gia đình đang chờ thủ tục hỏa táng để nhận tro cốt. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình ca sĩ Y Gian Tuyên.